Ok, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube SC Game. Hôm nay sẽ là tập thứ hai của tựa game Dead Island phần thứ hai phiên bản Việt hóa. Mời anh em tiếp tục theo dõi cùng với mình nhé. Và đừng quên dành chút thời gian để mà like trang YouTube SC Game giúp mình cũng như là chia sẻ video tạo điều kiện cho mình nhé. Giờ thì chúng ta tiếp tục nè. Vừa rồi thì mình đã dừng lại ở đây sau khi mà chuyển cảnh qua một cái khu vực khác anh em ạ. Vẫn là cái nhiệm vụ chính, liên lạc với chính quyền tại khách sạn. Thật sự mà nói thì cái khu vực trước đấy mình vẫn còn thiếu khá là nhiều. Mình thiếu khá là nhiều nhưng mà không biết tìm ở đâu anh em ạ. Chắc chắn sẽ còn quay lại cho nên là mình cứ để đó đã, để đi tìm mấy cái nhiệm vụ chính xong rồi để quay lại để mà thông báo cho em kia, cho nên là mình sẽ quay lại rồi mình giải quyết mấy cái chỗ mà mình chưa biết sau. Bây giờ thì cứ đi theo cốt truyện anh em nhé. Okay, find the helper in hotel and tell the authorities that Mr. Immune would like a word. Hello anh. Thử phát xem nào. Nếu một phát chết ngay. Nhường với anh rất tăng lực hết mẹ luôn. I hope the soldiers at the helper are still alive. Thấy anh. Wow này. Wow này. Chết luôn rồi hả? Nhường ở ngoài. Nhường phải. Nghe tiếng thế nào di chuyển vậy? Đây là tiếng bước chân của mình mà. Tiếng di chuyển mà nghe tiếng như vậy. Ủa sao đến cái điện thôi? Điện đâu? Vô đây cũng không cần điện. À ngon, có cái bàn chế tạo đi luôn. Khôi phục mấy cái này đã. Để chữa lại. Đấy, chữa luôn. Mấy đồ vớ va vớ vẩn bán bớt nhỉ. Hay là phân rã đi. Còn cái này để phân rã này nâng cấp được này mới có à, sát thương tụ lực nhanh hơn và tiêu tốn ít thể lực hơn. Ồ thôi cái này giảm tấn công anh em ạ, tấn công nhanh hơn nhưng mà giảm lực không chơi này được này. Ok. Đồ sát tăng sát thương vào tứ chi và độ bền cũng được. Bandit full mẹ rồi, chế tạo gì? Ok, bán ít đồ, phân rã ít đồ nè. Mình dùng dưỡng cũng bớt 60 nè. Để lại một cây xanh thôi. Kiếm chém nhau cho nó oách cho nè. Ok. Cái này là tự chữ 30 đô. Ok luôn. Đi thôi. Chỗ này chẳng mẹ rồi đi đâu nữa. Chanh. Thôi bỏ lại đi. Đổ xe lên. Anh ơi, bỏ đàng hoàng. Ủa mẹ giận đứng nó cũng đổ à? Điều điêu thế. Nó giận đứng còn đổ, điêu mới vừa. Hello anh. Khoan bớt đi.
Sao yên ngắn nhỉ? Mẹ lượm phân rã đồ. Mày nhường anh hả mày? Chắc không biết còn gì luôn. Nhường với anh mẹ lực hơi cao nên đùa. 74 luôn. À đủ, mới lượm được cái rìu, tắm máy luôn mày. Ngon phết. Đường quá toàn chẩn này. Cướp đang bị mở hết này. À. Cái nào quăng được đã? Cái cây nào quăng? Đó, 60 này. Không biết cây nào 60, đại hơn. Chết rồi mà chưa. Rồi khi nào nó mới ngồi để mình lượm đồ. Lượm lại ngay. Đi cái đường gì nữa. Chỗ đây có cái kết sắt hay cái gì ta? Đúng rồi, mẹ chắc có cái kết sắt đéo gì đây, mình nhớ để ý rồi. Ờ ngay nhường một cước là sợ gì. Cái rương nó nằm đâu mình nếu thấy thôi. Láo tét đầu luôn. Các cái đường đâu đây? À đây, mẹ tiên sư lại là vật tư vật tổng điếu nhìn nếu thấy thật quá. Không mất lực cũng đỡ. Ô, cầm gì theo đấy anh? Như cái mày cầm luôn nó dậy chứ nữa. Gì đấy? Máy gì đây? Cắt điện, thằng kia giật bỏ mẹ luôn. Thằng mẹ giật cho thấy luôn. Tắt. Đủ rất đồ xanh ra này. Ngon, đủ rất rau xanh ra luôn. Gì đấy? Đủ giật cả mình ở đâu ra vậy? Cuối rồi. City's on fault lines, folks. Nhường, mày. Mày rớt chìa khóa ra cho tao, quân nhân. Rớt chìa khóa ra. Đây có không? Mở cái hộp ra có gì? Không được anh em ạ. Cái này hầu như cũng không hết gì. Đâu đấy? Ơ, gục mẹ rồi. Nhường. Đây thì xả chứ có gì đâu. Liệu ngay hồi nãy mới là mực điếu gì nhỉ? Gì khóa hả?
Không biết cái gì không để ý lắm. Mẹ đông thế. Mày lâm canh hả mày? Đông lắm. Chạy thôi. Nhường. Chạy không dính phát rồi. Khởi động, khởi động, khởi động. Nhanh nào. Giật cái cha đi. Giật. Đúng thôi. Ý da. Nhường, nhường, nhường. Ninja liên hoàn cướp ngay. Giật cho đi cho nát hết. Cái bóp đâu đây? Bóp cái gì nhỉ? Mẹ lượm đấy. Lượm. Lượm tí tiền ăn quá. Cái xe này nổ không ta? Nổ. Bắn chuẩn ngay. Ôi trời ơi luôn. Bắn chuẩn ngay. Ở đây lại tên xe quân dụng nữa này. Có điếu gì đây không? Có mỹ. Hello. Hello anh. Hay được cái bộ móng vuốt đéo gì ấy. Đường xa tuyết tóc. Ở điệp lại mà lòi ra mở nữa này. What the hell. Bởi gì đây nhỉ. Nó thấy mẹ rồi. Biết có súng chơi nhỉ. Đi đi cưng. Mày thích xong lên không? Chạy. Qua đi đứng dụ nó thôi. Em đây anh ơi. Em đây anh ơi. Các con đuổi. Đứng đây dụ. Qua đây cưng. Qua đây qua đây qua. Đây này. Qua đây đúng rồi. Giật cái cham đi. Qua đây. Xếp hàng trật tự. Đúng rồi, xếp hàng trật tự vô. Đúng rồi. Tới đi luôn, tới luôn, tới luôn. Tới luôn, cứ thế tới nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Hớ 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 hớ. Các em ra đi không còn một móng thì xuống đụng đồ thôi. Cắt điện, xuống đụng móp. Ơ, đều nhiều vậy. Tí vậy thôi hả? Lên bật lại chứ. Cái đồ gì ngon, đồ ngon chưa? Gỗ thì rã mẹ đi. Giờ chắc thế còn gì dưới này xuống lượm đồ. Có bánh chanh gì đây? Kiểu gì đây? Cái gì kinh vậy? Mẹ một cước cắm đầu luôn. Lại phá. Đạn của Mew. Thằng này thằng... Mẫu banh chanh vậy mà đế ra được cái đồ gì cho mình ta? Cái gì trên này? Theo anh. Mày được một cước chết ngay lập tức luôn. Đây mở được hả? Đi, đi nhường ở đây hơi lâu rồi. Thẳng thôi. Đường này vô được không? Không kẹt mẹ rồi.
cafe này sao mở hết trơn. Nhưng lại phải để mình mở chứ. Mở ra con. Anh nhìn siêu xe ngon phết. Xe ngon quá. The Halperin Hotel. This is it. Lâu mấy anh. Not as lively as I'd hoped. Lâu. Đây là giàu hay điếu gì đây? Ồ, trong này đi được nhé. Ngon. À, phải là màu xanh này. Thơm vậy lượm được mấy. À, đồ này trắng, xanh điếu nào. Rồi. Ê, cái cây này để quấn. Cây này quấn sướng hơn. Rã bớt cái này không đây. Bảy rằm rã bớt cái này. Quấn ngay. Có gì đây không? Nghiên xem thử đã chứ. Hello. Ô, làm gì đây? À, cái gì đây? Này thì chém độ khóa được không? Này chém được không? Dạ. Ok, tục này. Bình này, bình lửa, phóng đồ qua nổ đây. Lâu anh. Được, được, thấy rồi, thấy rồi. Nhường hả mày? Nhường hả mày? Láo. Nghe nó giống ôn nhưng mà láo. Thấy tao không chạy mà bịch xung xung. Mấy cái mặt tới như chứ. Ồ. Chào anh. Nhường không mày. Nhường không mày. Nhường cút. Đang dùng dở thì kiếm dùng cho nó hết. Ồ, trong nhà có người thì sao ấy? Kẹt mẹ. Phá cửa vô. Nó vô được cái nhịp chứ. Ủa trời ơi. Bớ lan nước ơi, bị báo động rồi. Nhường tao mày. Úi giời. Nhường của tao hả? Mày dậy làm gì nữa? Ngủ đi. Đi. Mày dậy làm gì? Hết báo ngay. Mày nhường không mày? Thằng kia đâu? Láo này. Xe này gì kêu hú hú hú. Khoan, vô được cái nhà chúng ta.
bao nhiêu luôn. Kiếm bao nhiêu được. Kiếm bao nhiêu được, em lỗi vãi. Đấy. Hello. Ở bên này ấy. Chưa biết mở được tất. Nhường. Nhảy vô. Mình ngu thế. Ở đâu đứng ngoài mở được cái sắt. Để họ lấy được những cái kia. Có một cái kết sắt nhưng mà cần chìa khóa bảo vệ. Ở đây có cái hộp gì đây kiếm để. Đấy, ok chắc vô được rồi. À mình phá cái cầu chì kia. Đến ngoài này ném vô được không? Đùa của tao hả mày? Tao phải vô được chứ, tinh sư. Hướng dẫn phòng vệ. Quần đuôi gì vậy? Vậy thôi hả? Làm nghỉ công. Ôi trời ơi. Chỗ này hơi kinh, từ từ qua bên kia rồi. Để tự có đi được không vậy? Chắc chắn nó cho mình mò xuống đây rồi. Đây được cơ à. Ôi trời ơi, tàn điện không. Có khách nào đó để ngăn cái điện. Mình vô tìm lấy đồ chứ nhỉ. Điện nằm đâu nè. Gì đây, à đây. Cần thiết bị mà. Mẹ tiên sư. Bị ở đâu, à đây đây đây. Ngon. Bằng nước lại anh ơi. Ngay được chưa? Ừ. Nên nếu gì? Xuống được không? Alo. Được chưa đâu? Không cái này được nha. Mày giỡn sao? Chết xin nhê, phải. Thanh niên kia lại mọc ra lại kìa. Kỹ ta. Cái này nếu xin nhê. Vậy nó chấp nhận mất máu thôi. Ở đây có mình mà có cái bandit luôn nè. Ý, cứ leo lên đây nhưng giống gì cái thằng này. Vô. Rồi hết điện rồi kìa. Giật thì giật, lấy được đồ rồi. Sao chỉ lấy được có một bên nhỉ? Lấy được có một bên, bên này đấy lấy được. What the hell? Thôi, vậy thì xuống bên kia chơi tí đã. Mất thời gian mà lỡ có, sợ có đồ ngon anh em ạ. Chịu khó mò xuống dưới gầm xe tí. Nước đổ hoài không hết luôn mày, game điêu à. Điếu gì? Mày nhường sao hả? Đầu lâu thì sao? Nhường. Chạy. Mày nhờ. Đặt chiếc mẹ đi. Wow. Đốt gì đìa thôi. Ồ, ngon phết chứ đùa. Ôi giời. Tiếng vén này ra tí coi. Ôi giời. Dễ ngồi nát mẹ luôn.
thôi, nét mét nè đó. Địch miếng vén ra tí mà vén được anh em ạ, anh em thông cảm mình nhá. Đây có cái bình. Đây, đây. Đẩy. Ôi trời. Nhường sao hả? Chết chưa? Dưới này lại có hai con giống nhau nhỉ. Từ từ mà lỡ bị bao vây tí mẹ. Lấy săn luôn. Lại sắp hết nữa à, lắm thế. Bỏ cái này cho rồi nhỉ. Tám chín mấy cái này 75 giữ lại làm gì, bạn túc nào đấy. Đeo củ bắp. Cái này không có gì để lấy à. Ngắt nước đi là mình. Này có mình ngắt vui là chắc phải cần làm gì rồi anh em ạ. Cứ vác theo thôi. Mình nó quay ở đây là chắc phải cần ở đâu đấy. Nào láo khang chết luôn. Mẹ một cước chết luôn. Nó giật đập đập ngay. Ăn giật đi con. Nhăn đâu mẹ rồi. Đủ nhăn tiếp xuống như này luôn. Nhăn nó quăng nó một phát mà nhăn tiếp xuống đây à. Má điêu vậy. Đấy, ăn đi. Nhăn đâu mẹ rồi. Ơ. Lấy đi. Rồi kêu. Ừ mình có bên khác rồi. Chưa biết làm gì. Thả mẹ bên nó quay đây đi. Quăng thằng này phát quăng đâu mẹ luôn. Áo game áo. Ồ đây có hai bình xăng. Ơ. Nước mẹ ra phía sau này rồi. Đâu vậy. Nhảy nhảy sao hồi lọt mẹ ra phía sau luôn. Đấy chị ơi. Nó đi chơi. Nó ra đây tập tọc chết. Hello. Anh xíu xí. Aslamuto. Nhường. 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 Chết ngay. Chị này mập thế. Như cứ thả đi đã, có thể xài ở đâu đã này mà chưa biết xài đâu. Nó ném một phát mất luôn cái bình. Ảo mà cố. Thằng đông thế. À xuống này cầm ném chỗ này mẹ cho nó vui. Sợ ném lại mất như cái bình kia thì thú quắc. Giống kiểu ném kiểu gì mất luôn à. Sao thế rộng rãi thế.
Hai đứa hả? Chia nhau ăn đi. Ờ. À, chỗ đó hay vũng nước. Chí mẹ rồi, quăng ngay đó rồi là ăn thích luôn. Một cái mã tấu. Sao em? Đúng, đỡ mít rồi. Mày thì mít này. Đủ điều rộng rãi thế nhỉ. Hello anh. Hello. Leo lên làm gì? Ui giời. Bên này cũng không qua được. Không mở cửa không lên được. Ôi rồi em kia đang lục phòng rác. Dạ. Hôm nay có vẻ hơi trục chặt tí anh em ạ. Ô. Ôi. Nó thấy là nó dí theo. Qua bên này xem sao đã. Này nếu có gì ăn. Cái gì đây? Bức thư của đứa trẻ. Ngon. Nhìn ở đây. Đây là cái gì? Chưa đủ cấp đề nghị, phải cấp 6 mới sai được à? Đèn nó phải kiếm xanh đâu mà căng vậy. Ba mẹ cái này 89. Sợ bị kinh đừng giỡn. Lấy xẻng vỗ luôn. Hello anh, anh làm gì ở đây? Một phát chạy đôi luôn. Để mở được à? Cái từ bên kia mới nhập. Ít thôi. Chết luôn, giỡn. Ở đây thêm quá trời rồi, ai vô bi này. Cái gì đây? Đặt vô. À. Mau. Rồi sao, phát điện sao? Tiên sư luôn, giật cả mình. Lâu quay lại là nó ngay mặt mình. Chà. Mày thích nhường không? Thích nhường không? Một phát cái tét tè le luôn. Ủa? Rồi hết rồi. À nó giật cho hai con này nằm gục mẹ rồi. Còn mấy đứa. Gì đấy? Ủa cho nó giật thì trời, hèn gì. Chụp cái bà mập. Đúng rồi.
evac is definitely over. The army can still be holed up inside. Đổi cái này qua, quăng cái này vào tới. Hello. Cái này cưng. Giật. Nếu xin nhi à. À do cái kia nó lắp rồi. Mẹ tiên sư. Do cái kia nó mấy cái miếng thịt nó lắp hết mẹ. Đó chứ. Rồi giật lại coi. Không có bình nước. Giật. Đấy. Chết ra mẹ. Gì đấy? Giờ đây cưng. Các mày láo. Tưởng đá hụt nữa chứ. Nhường. Súng con này kia cho mày. Nhìn được cái thứ gì? Hôm nay có đồ ngon nhé. Lại phát chữ là... Úi rồi. Giật mình ăn. Ô. Ôi trời ơi, chỉ mẹ. Lại thú à. Nhường hả mày. Nhường, ý. Giật cả mình. Tới đây. Thấy chưa? Nhờ. Ra nốt đi mày. Ôi trời ơi. Đặt bay cửa luôn. Sau này phóng được. Đắp hết lực. Đứng ở trong này phóng vô. Đây có nước rồi. Phóng vô chúng nha. Để mở cửa. Đi vậy. Đi giữ luôn kìa. Giỡn mặt hả mày. Nhường. Nó đủ cái mụn mặt. Chỗ này cô đéo được làm sao. Đi đâu đấy? Phát tập ngay. Còn cái này nữa. Ok, mở chưa? Ở đâu ra vậy mày? Nhường.
cửa lại coi. Được, có baton chơi luôn này. Như không mày. Có baton cũng dẫn mặt cơ. Giữ đầu này. Được bọc giáp, anh nhắm tới điểm yếu của đồng. Nhân viên bọc giáp nhé. Xe này cấp sau đến mở được. Bán gì đi? 89. Cái gì? Đục ba toàn là nhìn ngon phết. Này hey, thanh niên mặc giáp đây. Hơi bực rồi nha. Nguyên chứ. Ra đây, vũ ra đây mẹ cho an toàn. Đây anh. Chứ con cút mặt đi về chưa về chưa mày chết mẹ rồi gì nữa sao mày tích mò ra vậy. Người ta làm gì ta làm gì ừ. Bấm thế. Đây cái gì đấy? Nhường cái âm. Thời gian quá. Nãy quăng dao, mày quăng hụt đi, quăng đi đâu mẹ luôn. Tất thật thì thấy đâu nữa. Đảo thiệt, mất hẳn luôn anh em ạ. Phóng bắt đầu để hiểu. Someone didn't want anything getting out. Tìm dấu hiệu của sự sống. Vãi, phế liệu mà đầy kho luôn á. Ôi giời, giật mình anh. Giật cả mình.
Đâu chưa ra vậy? Nhờ tao. Tôi chuẩn bị con ép phê, nó trốn thôi. Đâu rồi? Ơi, bớt đi anh ơi, trúng đầu nó, đúng rồi, mày điếu lắm thế, đông lắm, úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, úi giời. Úi giời, anh sướng luôn, úi giời. Hai anh xếp hàng đi. Someone alive? Giọng nói để đâu ra đây? Mình cứ vô lục đồ đã. Hello, welcome to the Halperin Hotel, where we are dedicated to providing you with the ultimate luxury getaway. For room reservations, press 1. Wedding planning services, press 2. Other event bookings, press 4. For intimate weddings, press 1. For our grand celebration, would you like to join our platinum membership plan? You'll get exclusive annual. Hello, welcome to the Halperin Hotel, where we are. Tôi thùi. À có chìa khóa này. 09. Cái này có cái đường để ăn ra. Đường điếu lắm chứ, nhìn loạn chi ngâu. Ông chính là cái tổ biếu nào? Ở đây đây. Đấy, mình từ ngoài này vô đúng không? Ok, đi dọc dọc kiếm đồ. Cái chìa khóa đó ở đâu luôn? Tìm khùng để thấy. Được à, cái này cũng hay. Cũng này chỉ là đạp cửa văng ra thôi. Từ cái cửa kia. Cháy ai luôn. Chỗ này làm được cái gì? Đây phải có cái liệu luôn nhập đây. Gì đấy? Nhường thôi.
Còn gì không? Đấy có chỗ mà chế tạo phế liệu đầy mẹ. Mà đi, qua cái giọng đó xem sao. Radio. Contact the authorities. Gotta find a way to open this door. I can hear you. I swear I will carve my name on your heart. That's Major J.S. Booker. I'm waiting. What the fuck? What did I do? Hey, Major, I need to contact the authorities. I'm coming to find you. Nếu nó đây. Don't kill me. Mày đừng. Ngon quá ha, láo quen. Gotta find this major. Mẹ khóa cửa rồi. Mẹ thanh niên ở đâu xong vô à? Ảo kìa. Ừ, đi dọc dọc xem có gì không đã. Giờ đây mới chơi đủ được rồi. Cửa nào cũng khóa, đi đường nào. Where were they taking all these bodies? Kinh thế. Bơ nhiễm độc luôn. Pin phép đùa. Bên này có đường đi chạy lên kia. À đây. Tiền. Một cái búa. Giờ rút cuộc còn toàn đồ xanh. Đã hết mẹ mấy đồ cụ nghĩ đi cho rồi. Cái đao này mẹ level 6. Tưởng thế nào. Nhả bước đi. Nhìn cũng ra gì phết đó chứ. Tiếc là không được màu xanh. I gotta know what the army was doing here. Cái hồ gấp bội. Trôi luôn cái kinh nhé. Ai cái điếm nào? Caustic X. Oh, some kind of industrial solvent. And they had gallons of it. Chết luôn. Để mở được. They were pumping this crap out of the pool. Tiền không hai đô, game ảo. Tiền phải nhiều đô chứ. Tục cha nó chàng mẹ ra đây luôn. Đạp ra. Đấy được, nhắc cũng đạp được. Ờ, đổ nước ra cái nó hơi dung hòa với cái này được nè. Nhìn kính này. Quá mẹ, mấy cái thùng.
con này biết lấy kiểu gì. Còn 30% nó nữa đâu. Lại cục gì. Đây đây đây. They pumped this shit straight into the drains. Jesus. The army filled the pool with solvent and just tossed the bodies in. When it got full, they pumped the meat soup straight into the drains. Oh, this is kinh vãi. So fucked up. Đừng mẹ rồi giờ đi đâu? Oh great, she's fucking crazy. $10 says she's behind this body melting nightmare. Gì nữa? Cái địt. Dạ. Dạ đi đây. Đi rồi. Nhường, nhường. Nhường, nhường, nhường. Đi. Cút ra. Rút. Biến ra. Phụ nữ thích nhường với anh. Ôi trời ơi, đéo đông thế. Đù tao giết cái đéo được. Chạy. Nhường. Mà giữ mặt tao. Giữ mặt tao. Mày nhá mày, mập là ngon hả mày, chạy. Đéo gì. Rồi. Úi dạ, úi dạ. Úi. Xong thế. Ô mày xong. Xong. Rồi. Đặt chuẩn vào. Ăn máu, máu, máu. Mày nhờ. Mày ngồi dậy làm gì? Tập hết chưa? Wow. Hết rồi còn gì? Thấy nhạt nhẽo rồi mà thấy sung sướng quá hả? À. Ăn cho lắm hả? À. Ăn xuống dưới luôn đi mày. Một cước đặt ngay. Ba lẻ bảy hả? Crazed bitch is still my best chance of making contact. Ở đâu mới được chứ? Bắt cái đạn tiên. Ơ, giờ cổng lại tự mở, mẹ game làm điều. À, có đứa nào vô tác động vật lý như nào? Nó còn có chút miễn cưỡng. Gotta be a side entrance or something. Gì đấy? She's not talking to me. What is she talking to? Đục giật tà len rồi. Oh shit, grenade. Úi giời ơi, má nổ luôn. Từ vô đây. Nhường cho tao hả? Vô luôn. Kéo vô được. Vô lý thế nào? Ở đây đạp đĩa bể. Giờ làm cách nào để ngăn cái này? Tắt thôi. Ok. Hồi này phun nước lắm thế. Nghe mới giật điện thì tha hồ. The bachelorette parties they can't get enough of me, but not one invite to the weddings.
8. Level 8 tao hả? Phát bay đầu luôn. Cái đồ ngon mà vãi chứ điếu thì làm được cùi vậy. Ok, stairs. I need room 307. Chỉ có đồ chế tạo nào bực thế nhỉ? Từ từ, mày lượm đồ đã. Thả xuống nào. Nó vali đầy. Thấy chưa? Chỉ có lấy một đống đây mà sao lục ít vậy? Bên lệ bảy. Lắm vào. Mình ăn cái gì mà bày nhảy hết trơn. Tụi này bay ra có khi rớt mẹ ra ngoài thật cái chứ đùa. Ờ, voi à. Need the next floor up. 200 mấy rồi đây này. Hey, you big rhino! Stew it! 307! Let's finish this! Lại quá, ông sư. Chìa khóa còn giặt. Cả mình. Sư mày. Quên cái vụ. Nhìn cái điếu gì. Hút hết cho tao. Sư. Quên cái vụ mở cửa nó hất ra, giật cả mình quăng luôn cả cái búa luôn. Búa đang cầm ngon mẹ thiên sư. Còn nhân viên hay con nào? Một thằng làm ăn gì? Cái gì ơi? Chết luôn. Bởi vì tra tấn nhé. Phải đường này làm điếu gì? Xuống cầu thang hả? Bên này mẹ. Đục giật cả mình rồi. Cước rất là lé. Nhìn cái dấu gì. Cái chìa khóa gì á. Tủ đồ 33. Nhiều đồ quá. Con dao của bắp tiễn đi luôn. Giờ toàn đồ xanh. Kính mà không phải. Gì đây? Ấy đồ. Bom này.
có đồ chơi ngay. Okay, go around or try to put this out. Đấy. Mày đủ anh. Rồi sao vô đây cưng? Giận mặt tao. Okay, ném vô đây đúng không? Nó chảy lại liền vậy. Còn cái đây được không? Cái đồ nào bỏ. Chịt ra cho tao. Đi ra. Xuống nhớ lấy rồi quên mẹ. Tiền thì tự lấy đi, còn mắc tao lụm nữa. Nâng cao lên, nâng cấp lên cho nó. Ôi giời, được mớ đồ. Quăng vác ở đây rồi đi. Còn giật mình phát. Ôi giời ơi, thế rồi à? Còn mò mặt lên làm gì? Bộ phận kim loại mệt mẹ vô không được nhường với tao hả? Tập cái vừa rớt băng cứu thương vừa rớt ốc vít. Nhiều lắm thế. Hello. Tiêu chưa? Mỗi khách sạn để một ngăn tủ để kết bảo hiểm phải đạn đi. Kinh vãi. Điện ở bên này thò quay. Đây cưng. Quá trời chứ cùng dùng bao nhiêu hết. Đủ điếu như kính này. Được thì dầu ném một phát cháy lên thôi.
Ủa nó vô. Ui. Đồ nhật thế luôn. Gỡ ra lại đi. Ui. Nhớ gỡ ra được. Đồ nhật thế mẹ. Phải. Em lên bàn ghế được không ta? Được. Rất giống gì đó vậy? Thôi, cứ bắp nó thêm. Hôm nay cũng chẳng có gì khác. Giật cái theo chim. It's way up. If I can cut the power. Ủa, có súng không? Không có súng không? Súng. À, cất bớt đồ đây. Bỏ bớt đồ ngon này. Này để lại. Rồi chỗ chế tạo không? À đây nó có súng nữa. Quy luật cận chiến. Đồ xác gì? Ăn xác thương của tôi chi vào độ bền. Ngon, đủ nhìn ra đi ngay. Xanh ăn sắc thương lên ngay mất chảy máu và cần chiến. Ok này có 88 không ngừng tăng lắm. Thank you.
phế liệu dục phòng á. Sao chứ nhỉ? Đi qua bên kia xem thử. Có gì lắm. Bụng chàng. Có gì? Chỗ này thì không vô được. Hay vô là tèo cu nha. Well, let's see if that was the power. Bingo. Để thôi á hả? À, trên này có đường đi này. Thì lấy cửa dưới đi để được rồi. Cái cửa dưới này có đường đi đâu rồi, nó chỉ lên trên thì dưới này có đường đi rồi. Sập mẹ luôn, kinh vậy. Dưới đây sáng chân. Ờ ngoài món đồ leo tiểu này. Can't leave now, gotta find this Major Booker. À đường này đường về. Vậy chơi cuốn này phải chơi bom sinh học thì dập rồi. I hope the quake did this, not whatever the major's been hollering at. Those planks look smashable. Mấy này á. Đập được đéo đâu. Ừ. Shit. Oh, bớt mấy cái này.
ai trong này không? Đâu giật vậy? Mẹ đi trốn đâu kín vậy? Ủa, phải chừng đập cái cửa đó là thế nào thì kéo nó không vô, nó xong vô. Locked. There's got to be a way out of here. Đây rồi. Nghe tiếng khe khe đâu vậy? Cái gì ăn luôn? Nếu thấy hình mình trên này hơi ảo nhé. Ở đây đây, có cái đường đi này. This is a terrible idea. Here goes. That did not sound good. Từ từ thôi, lại kia coi thì có cái đường nào đi nha. Bên này vẫn còn nhiều đường nữa nha. Đi phát chính mày, dính ngay cái nhia cái đường chính luôn thôi. Thôi bên đây xem. Đấy, thấy không? Đi cái đường nó chìm chìm quá. Anh em mình xin đi. Chết rồi đấy. Đợi mình trong chìa khóa sau này quay về tận được mỗi đồ ngon chứ. Bỏ đi rất nhanh. Nổ ngay. Nổ đi. Mày điếu nổ. Nổ đi. Nó hết lực mày. Nhường. Ê, nó xì rồi. Bùm. Bắn con nhà bật trần ngay. Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Thở như chó luôn. Chạy qua kia thì từ từ rồi. Máu không. Đường ra đợi sẵn. Cái chỗ này sao giống như bị cháy vậy? Ôi trời ơi. Tự súng chứ. Đụng vô thằng này phát hẳn luôn. Nổ không đã thôi. Đồ chơi ngon phết. Kiếm điếu ở đây nhìn thì ngon nhưng mà đến được đây can hóa chất
điếu gì. Chụp cho tiền quá trời, thanh niên này giàu. Cái gì đấy? Đâu vậy? Chắc trong cái tủ này mẹ rồi. Không biết ai mà. Nhường của tao. Mấy thanh niên giàu. Có tiền. Đây tung với tao wow. Chế phóng được hai đứa hơi bực. Rio 7 307 này. Tiếng ở đâu đấy? Đến nhà. Ông Hào dễ thương vậy. Này mẹ trang điểm cho. Nhà có con nít rồi. Mẹ giấu vali trong nhà vệ sinh. Trên này vẫn còn lịch sử phết đó chứ. Đâu bị xáo trộn gì nhiều đâu. Mẹ kia đâu rồi? Oh great. So much for the major. Yeah. The radio in the ballroom is my only chance now. He must be here. Gì đấy? Đây rồi. The master key. Oh thank fuck. Back to the ballroom then. Thứ đó là thứ điếu gì? Một vẻ bún. Không vậy. Quốc mình đấm luôn. Có gì ăn nè. Nó giấy vệ sinh quá trời. Mấy đâu luôn. Music. Pin này. Nước. Đang nước không? Figures. Cable I needed is ripped into. Giờ sao? Dùng các mặt
điện hỏng, làm ơn hết sử dụng. À, núi nó qua đây. Qua đi chứ. Solve my power problem. Rớt mẹ xuống như thế rồi. Nào đâu. Finally made it. Từ vô có nói cái này mở đã. Ngon. Điểm lại đầy. Ngon. Chụp ba đồ ngon đồ vip dùng hết. Chết sót mẹ gì luôn. Hết liệu đầy rồi. Giao 103, giao này giao quân dụng. Ok, mở cửa thôi. Hello? Can you hear me? I hear you. I'm Dr. Reed. Did you hear my message? Where are you? I'm Ryan, in Bel Air. I'm trying to contact the authorities. Well, you sort of have. I'm part of the CDC team in LA. I was anyway. Are you, do you think you might be infected? No. No, the opposite, actually. Mm-hmm. I was bitten, and yeah, I thought I...
Hear me. You there? Oh, thank God. What happened? A big fucking zombie happened. Đồ. I'm gonna need help getting to Santa Monica, but I got an idea. Những về để sử dụng sự tự hồng. Okay. It's vital you stay alive. Yeah, no fucking shit. Mở sự tự hồng luôn. Những về để sử dụng sự tự hồng. Okay, back to Amos. Dở, hồi nãy có cái thùng này ở đây. Ném vô người con kia đổ được rồi. Hơi yếu anh em ạ. Quên xem xét cái môi trường xung quanh. Gì? Xâm cước luôn hả? Cho xem xâm cước xem. Ủa, thuộc tính kỹ nha. Xâm cước đâu? Đây đây. Đá khi đang trượt để đập gãy giò zombie. Cần thiết lắm. Đỡ hoặc là né đúng lúc sẽ hồi lại máu. Rồi cái này được. Thôi đi. If I can get everyone at Emma's to come, I bet we can make it to Santa Monica alive. Đứng nhờ mấy tụi này dọc luôn cho nhanh. Đi đường nào về anh ơi. Méo răng ngay. Mấy năm vậy. Không thế tụi mày chơi mà dí dí nhau à. Thôi. Bỏ đi. Ngay hay là quất của nó thôi. Đi mẹ luôn vậy rồi, đỡ mất thời gian. Nói thấy không, quay lại là đủ nó quất cho mấy đấm rồi. Quay về cái ban đêm luôn à. Okay, just gotta tell Emma about this doctor and she'll persuade Sam and the others to come with us. I am getting out of here. Fuck yeah. Đi đường đéo nào. Hay đi ban đêm nhỉ. Gì đây? It's raining zombies. Vụ đéo gì đây? Vụ có một ở trên nóc. Đâu chỗ nào? Nóc trên đây hả? Đục gì của mình mày? Chưa là trên nóc thì mình đi ra luôn. Gì đấy? Woo-hoo-hoo! Guess that one was tuned a little
nếu mà trên này này lên nữa nghe tiếng con nào. Dạ chứ ở đâu ta? Nóc nào? Hiểu đấy. Không biết nóc nào. Thôi, tạm dừng tí đã. Mất thời gian quậy đá đi cho rồi. Nhường với mày. Trên nóc của đục thằng kia lại lần chùm cho to tướng thì đi. Nói chơi mày. Nhảy. Giật bỏ mẹ mày đi. Đi kìa. Thì giang hồ hết nha, để xem. Được bỏ mẹ nó cho tao. Láo đồ mày, sung đi bước ra mày. Mày đi lấy. Vẫn còn con nữa. Đụng qua luôn. Nào sủ đâu, tới đây. Rồi. Nhường này. Mày giật điện sợ hả mày? Đồ có cái điếu người mới giật kia vậy. Ơi. Em ngay đúng trong đầu nó. Giật cổ mẹ đi. Mày nổ tiếp này. Úi giời. Má miễn nhiễm luôn cái kinh. Ngay thì miễn nhiễm. Miễn nữa đi. Chạy thẳng là tới nhà con này rồi. Nóc nhà. Nóc nhà go áp. Ngay phía dưới đây. Mình vô đúng rồi, nếu nóc nhà nào. Rồi quay lại sau, mất thời gian mất. Súng gì thân nhục này. Đây rồi, vô cái điếu rồi đây. Cái này. Ờ, đùa.
như là mình đoán mẹ ra được người vô là biết vô kiểu gì. Phật đẹp. Cái gì? Cái nhiệm vụ phụ kia nhá. Để sau đi. Hello em. Anh này bà già. The state of this place. It's filthy. No, no, no. Don't get up. I'll just keep slaving away. Hả? Ông này cũng tới rồi nè. It's fine to me. World can end and I'm still cleaning. Guess who's back? The man with the plan. Why you keep asking me about Emma? Hey, I'm just trying to help here. I'm a guy who can get things for people. Things you can't just find in the store, you know? That right. Well, once I see what we're missing, I'll be having giving you a list. Here, I'll help you. Just make sure... giờ có mất lưỡi cận chiến đâu mà để có đồ để. Rồi tháo ra mẹ rồi. Chiến ở đâu mới học được mà mẹ. Thì tự nhiên quăng đồ vô đây điên này. Con em A đâu ta? Cái nữa go away. Hey Emma, I did it. I made contact. Are they coming to rescue us? No, but there's a doctor in Santa Monica. We need to get to him. We? What's this we? I think the survival of the human race may depend on the blood in my veins. Really? Okay, look, that maybe sound like an asshole, but they are making a vaccine and they need me. Well, sounds like you're the star of the show now. Break a leg? I don't think I can make it alone. But with Sam and everyone else here, I think we could do it. We could all get out, right? There's no way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Well, sure, I can't. But you could. Just put that Emma-jaunt magic to work. I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam would risk everything for me. I just know how much he cares for you. He had his chance. Hey, wouldn't you like to see him come crawling after you? Be honest. Not luôn. This is too big. I'm not doing anything till I talk to Michael. I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Well, I'll find him. You just think about Sam, crawling on his knees. Con này chân phết chứ. The glass is bulletproof, you know? Robert insisted. Turns out the idiot did something useful for once. Mở khóa à, đồ tể. Đỡ đòn tấn công hoặc là nhận sát thương liên tiếp để tăng kích thước tạo ra sát thương. Cái gì mà tăng kích thước tạo ra sát thương nghe kỳ kỳ. Is this what you wanted, Robert? One final fuck you. As if being married to you wasn't punishment enough. Now, right? Michael,
Đâu rồi? Ở dưới sân dưới rồi. Michael. Ờ. Đâu rồi nhỉ? Đứng đứng đây mà. Cửa đây khóa mẹ. Đứng nó đứng đây mà. Michael trốn đâu mẹ rồi. Tried his room? Go down here, take the stairs on the right. This place is fucking huge, huh? Đang bên này. Đâu rồi? Ừ, hay luôn, đéo thấy luôn. Để cho hỏi Michael đâu cái. Nói chuyện được luôn. If I was 5 years younger, I would be out there with you kids raising hell. Quỷ. Quỷ nó trốn đâu ta? Khi mình sẽ biết lo mình cấp nổi được tiền. Hồi này có không? Để ra được. Ngoài thương nhân à, mua thì có gì nè. Không có cậu chị nè. Mua hai cái luôn. Cái gì? Mua hết. Phải nhìn đơn giản phải mắc nhất. Phải chỉ trong này mà kỳ vậy. Gì đấy?
phá mình. Không để nhớ gì ở trên này, cứ tìm được thằng kia đâu ta. Không nên nói chuyện với ai đây. Cái quỷ. Ơ. Nhớ để trọng tâm đây thôi. Cái cửa này làm sao? Đọc lắp thật chứ. Mẹ ngủ cái chỗ đâu kì. You're looking for Michael? Haven't seen him in a while. Tìm Michael coi thằng này. Mẹ để mũi tên trong nhà tìm hoài điện thoại. Đùa. Rõ ràng để trong nhà này. Mẹ bực. Đúng ở đâu được chứ. Gì ngoài kia vậy? Trong này là ông già rồi, có điện thoại phải đâu. Drinks, good company, and some excitement. What more could I want? Thường thường là nó phải ở đây này. Giờ điện cái đâu? Buồn đùi mà trúng không mẹ rồi ra đi. Thì không điên nếu thấy vô lý thì gì đây? Đây là cái gì? Đi cả vòng rồi đấy. Đùa. Ê, đùi dai vãi, tìm điếu ra thật anh em ạ. Đùa cái gì kỳ. Nãy con này gửi cái gì mà kính phóng đạn điếu gì. Why me? What did I do to deserve this? Đeo con đầu con này luôn. Mẹ mất thời gian quá. Vậy cất gì biết đâu.
em. Anh có tí lên 143 luôn. Bây giờ sao chị thằng đó ở đâu? Đâu thiệt, tiếc tìm ra thiệt luôn, cái đùa. Để hiểu kiểu gì luôn á. Gì? Thôi anh em ạ, hôm nay chơi đến đây thôi. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi nhé. Vui lòng like trên YouTube và xem giúp mình cũng như là chia sẻ video tạo điều kiện cho mình nhé. Rồi hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào.